Năm 2021, nguồn vốn đầu tư công ở cả cấp phân bổ cho huyện Hải Lăng là 150 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ cho các công trình chuyển tiếp và các công trình khởi công mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo phân bổ nguồn vốn, hoàn thiện các thủ tục phê duyệt, thiết kế bản vẽ thi công công trình và tổ chức đấu thầu kịp thời, nên nhiều công trình được đưa vào triển khai thực hiện. Đến ngày 30 tháng 7, tỷ lệ giải ngân vốn trên địa bàn huyện Hải Lăng đạt trên 40%, là một trong những huyện có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất toàn tỉnh. Phấn đấu đến 31 tháng 12 là giải ngân 100% kế hoạch, thì huyện tiếp tục có một số cái giải pháp chỉ đạo. Thứ nhất là thành lập các cái tổ kiểm tra đối với các cái dự án đầu tư trọng điểm của huyện. Thứ hai là giải quyết tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với từng cái dự án mà gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng. Thứ ba là một số dự án khởi công mới chưa khởi công thì chỉ đạo để tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công để thúc đẩy tiến độ. Và thứ tư là chúng tôi tổ chức là chỉ đạo để tranh thủ cái thời tiết thuận lợi mà để phấn đấu là thi công mà giải ngân trong cái kế hoạch đến 30 tháng 9 là để đạt ít nhất 70% kế hoạch cho từng dự án. Hiện nay tất cả nhà thầu và tư vấn giám sát đều làm việc tích cực, triển khai công việc kiểm soát chất lượng theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật. Trên tinh thần đó, tại một số công trình trọng điểm, các công trình ở cấp xã đều được các nhà thầu đang tích cực triển khai thi công. Bên cạnh đó, huyện tăng cường giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung đền bù giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư và các điều kiện thuận lợi nhất để cho nhà thầu thi công.